Hello, xin chào chào mừng các bạn đến với Via Academy. Mình là Zino từ Via Studio. Và ở video này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách làm một intro mở đầu. Và điều đặc biệt nhất đó chính là các bạn không cần phải có nhiều kiến thức về edit để có thể làm điều này. Thì trước tiên chúng ta sẽ vào trình duyệt và vào website penzoed.com và đường link mình sẽ để dưới phần mô tả nha. Và ở đây các bạn có thể thấy là chúng ta có rất là nhiều những cái template để mà các bạn có thể lựa chọn phải sử dụng nó. Các bạn có thể sử dụng rất nhiều những cái template ở đây. Và đây là những cái template nổi bật. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách làm sao để mà sử dụng những cái template này. Bây giờ chúng ta sẽ lựa chọn một cái template, ví dụ như cái màu xanh lá này đi. Các bạn click vào nó và các bạn chọn là Open Clip Maker. Đây, cái dấu ngay đây, click vào. Thì ở đây nó sẽ cho chúng ta ra một cái giống như là một phần mềm edit video vậy đó. Nhưng mà ở đây chúng ta không cần phải edit gì cả. Bây giờ các bạn click vào con mắt này không mình. Click vào và bây giờ các bạn nhấn play. Cái này là để cho các bạn coi thử thôi, để cái template xem các bạn có ưng không, để các bạn có thể sử dụng nó. Ok, mình thấy nó khá ổn. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu edit cái template này. Trước tiên các bạn vào cái dấu check này, các bạn chỉnh frame rate của video thành 60fps và bỏ qua những bước này đi. Bây giờ chúng ta đến cái object, cái mục object này. Các bạn tìm cho mình những cái ký tự tên là name, name. Đây là những cái tên, các bạn có thể đổi tên bằng nó. Bây giờ các bạn tua đến khúc mà có cái tên ra nha. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đổi tên. Cái này có tới mấy cái layer tên lần, vì vậy chúng ta sẽ phải thay đổi tới mấy lần luôn, 4 lần. Ok, bây giờ chúng ta sẽ click vào cái ô test này. Các bạn đổi, ví dụ như tên mình là Gino thì mình sẽ đổi thành Gino. Đó, các bạn thấy ở dưới cũng đổi thành Gino luôn. Cái này cũng đổi thành Gino luôn. Ok, các bạn đã thấy là cái video bắt đầu có chữ Gino là bắt đầu thấy thích rồi đúng không? Bây giờ để xem coi chúng ta có thể thay đổi background không. Đây, các bạn có thể thay đổi background ở đây. Bình thường thì mình sẽ chia sẻ một chút kinh nghiệm khi mà edit các mấy cái template này thì cứ nó thường đặt tên là name, tụi nó thường đặt tên là name và các bạn có thể thay đổi bằng cách click vào những cái name đó và edit lại thành tên của mình. Ok, và có vẻ như đã xong cái phần edit tên rồi. Bây giờ chúng ta sẽ coi thử nha. Coi lại nè. Khá là ngầu vậy các bạn. Nó cũng là một cách để chúng ta có thể edit cái template này. Bây giờ chúng mình sẽ chọn cái template khác. Bây giờ mình sẽ trở về trang chủ. Vô số template luôn. Các bạn tha hồ là có thể sử dụng nó. Có một vài cái anime đây này. Mình sẽ edit thử cái này coi xem sao. Để mình coi thử cái template này như thế nào. Có rất nhiều template đây mình chưa coi hết. Đó, các bạn thấy ở đây chúng ta cũng có một chữ name nè. Cái chữ name nè, đây. Mình sẽ edit gấp này, nhanh cấp kỳ cái template này. Đây, name đây. Nó đây cái này nè, change name here nè. Đổi tên đây. Đó, các bạn cứ đổi thành tên mà các bạn muốn là xong rồi. Đổi phone luôn. Mình sẽ đổi phone sang phone khác. Nếu mà đổi phone thì các bạn nhớ là đổi một cái thì các bạn phải đổi hết nha, nếu không sẽ bị loạn đó. À, thì có rất nhiều. Ở đây có cái Bebet New Air không ta? Phone Bebet, đây rồi. Đây cũng có Bebet New Air. Đây. Đây, lại nè. Ok,
Các bạn thấy là mình đã edit thành tên của mình. Ok, thì đó chính là sơ sơ về cách edit. Bây giờ chúng ta sẽ, đó sơ sơ cách edit tên thôi nha. Còn một vài cái nâng cao hơn thì mình sẽ tìm hiểu và mình sẽ hướng dẫn cho các bạn sau. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với cái phần mà render video để download về. Thì các bạn click vào cái dấu có cái mũi tên chỉ xuống rồi nè. Thì bây giờ các bạn chọn mod, các bạn chọn fastest render. Các bạn chọn cái mục render nhanh nhất. Và ở đây các bạn chọn là MVK hoặc là web em cũng được, nhưng mà mình thường hay chọn là .mvk để có thể chạy được ở trên Windows. Bây giờ khi mà đã chọn xong, các bạn nhấn Start Video Render. Rồi ở đây nó sẽ hiện ra một pop-up kêu là lưu trữ tệp trên thiết bị này, mình cho phép. Và bây giờ nó sẽ bắt đầu render video. Ok, và đây là sau khi đã render xong video, nó sẽ hiện ra hai cái nút, đó chính là download do video và trở về để edit lại. Ở đây mình sẽ chọn một download video. Đây, các bạn chờ một chút và sẽ thấy đây. Đây chính là video chúng ta đã download về. Bây giờ các bạn click vào nó để xem thử thành quả. Các bạn cũng đã thấy là mình đã tải về và chạy thành công. Bây giờ các bạn chỉ cần add vào video của các bạn và các bạn có một intro thật là tuyệt vời. Và đây chính là cách để làm intro mở đầu mà không cần phải có quá nhiều kiến thức về edit. Các bạn chỉ cần đổi tên của tụi nó thành tên của các bạn là xong rồi. Các bạn đang xem nội dung tại Via Academy, mình là Gino, từ Via Studio. Nếu có vấn đề gì hãy comment phía dưới nha. Chúc bạn ngày vẻ, hẹn gặp các bạn ở video sau.